Ngáo ụp thực sự với đối thủ với những bàn thắng và những đường truyền thay bàn. Đây là Adin Zafuan, đội trưởng của đội tuyển Malaysia và là một cái tên quen thuộc với đội tuyển Việt Nam ở trong rất nhiều những trận đấu trong những năm vừa qua. Chúng ta vẫn còn nhớ những hình ảnh giữa Adin Zafuan và Quế Ngọc Hải trong trận chung kết lượt đi. Còn đây là đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Đứng trong khung thành vẫn là Nguyên Mạnh. Ba trung vệ của chúng ta ở trận đấu này, Quế Ngọc Hải ở trung tâm, Duy Mạnh đá lệch phải và Thành Trung đá lệch trái. Hai cầu thủ đá ở biên của đội tuyển Việt Nam là Hồng Duy và Văn Thanh. Trong khi đó thì Tuấn Anh sẽ là người đá thấp nhất ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Cao hơn một chút có thể sẽ là Hoàng Đức và bộ ba tấn công. Quang Hải ở bên phía cánh phải. Phan Văn Đức, người chơi hay nhất cho đội tuyển Lào, bên phía cánh trái và chơi ở trung tâm, là một cầu thủ rất có duyên ghi bàn vào lưới của đội tuyển Malaysia, tiền đạo Công Phượng. Các bạn có thể để ý để thấy một chi tiết thú vị, đó là danh sách cầu thủ dự bị của đội tuyển Việt Nam và lát so sánh với danh sách dự bị của đội tuyển Malaysia. Đội trưởng của hai đội trong trận đấu hôm nay đều là các trung vệ Quế Ngọc Hải của chúng ta và Adin Zafuan Razak bên phía đội tuyển Malaysia. Đây đều là những cái tên kỳ cựu và là những trụ cột của hai đội bóng. Đội hình của đội tuyển Malaysia ngày hôm nay, ông huấn luyện viên Tan Cheng Hue sắp xếp sơ đồ chiến thuật là 4-3-3. Trong khung thành là thủ môn mang áo số 21 Khairul Fahmy. Bốn cầu thủ phòng ngự gồm có số 16 Rizan Ghazali bên phía cánh phải, Siami Safari bên phía cánh trái, và cặp trung vệ gồm có Adin Zafuan mang áo số 7 và Sharun Saad mang áo số 3. Ba tiền vệ của Malaysia gồm có số 8 Badrol Bachia, số 14 Mukhairi Jaiman và số 20 Siafik Ahmad. Trên hàng tấn công của Malaysia gồm có 3 người, đó là số 11 Safawi Rashid, số 18 Lukman Hakim và số 13 Arif Aman. Và đây là rất ít các cầu thủ dự bị của Malaysia trong trận đấu ngày hôm nay. Chỉ có 7 người ở trong danh sách đăng ký dự bị, trong đó có một thủ môn là Kalamula Al-Hafiz. Chấn thương và Covid-19 đã khiến cho Malaysia không thể có một đội hình dây dặn để chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay.
Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Faisal Al Ali, trọng tài người Jordani. Malaysia đăng ký 24 cầu thủ cho giải đấu lần này, 4 cầu thủ nhiễm SARS-CoV-2, một cầu thủ gặp chấn thương đó là Estan, còn Dian Kun, cầu thủ rất quan trọng của ông Tan Chan Huê thì vẫn chưa trở về từ Đan Mạch. Khá là thú vị khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo lên dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam được 2 tháng thì ông Tan Chan Huê cũng lãnh trọng trách dẫn dắt các đội tuyển Malaysia. Và cho đến lúc này, trong những cuộc đối đầu với huấn luyện viên Park Hang-seo thì ông Tan Chan Huê đều phải đối mặt với những kết quả không như mong muốn. Trong đó có 4 trận thua và 1 trận hòa, và đây là lần thứ 6 hai vị chiến lược gia này đối đầu với nhau. Thế mới thấy là huấn luyện viên Tan Chan Huê đã có thể có một bản CV ấn tượng hơn rất nhiều trong quá trình làm việc của mình với đội tuyển Malaysia nếu như không có huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong 5 lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt thì ông Tan Chan Huê chưa một lần được nếm trải cảm giác ăn mừng chiến thắng. Khi được phóng viên hỏi hồi tháng 6 vừa rồi thì đã đến lúc để thay đổi chưa, ông Tan Chan Huê có nói là một đội bóng không thể cứ thất bại mãi. Nhưng chúng ta vẫn nhớ khi đó ở Dubai, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Malaysia. Những phút đếm ngược cho trận đấu được coi là trận chung kết của bảng B, cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch và đương kim á quân. Và trái bóng cũng đã lăn trong cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Trong hiệp đấu đầu tiên với bộ trang phục màu đỏ rất rất quen thuộc, các cầu thủ Việt Nam của chúng ta bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn hình của quý vị. Cuộc gặp gỡ đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á trong những năm qua đã được bắt đầu, với hai đội bóng đã hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, với những cầu thủ đã chạm trán với nhau quá nhiều lần. Và chúng ta nghe thấy được những âm thanh quen thuộc ở trong những trận đấu mà đội tuyển của chúng ta thi đấu từ trên khán đài. Đội tuyển Việt Nam gây áp lực tầm cao ngay từ những phút đầu tiên với số đông cầu thủ ở bên phần sân của đội tuyển Malaysia. Đây là Tuấn Anh, người đã gặp tiền vệ trung tâm cùng với Hoàng Đức ở trong cuộc so tài hôm nay. Hoàng Đức. Những sự thay đổi trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam so với chiến thắng trước đội tuyển Lào là sự xuất hiện của Văn Thanh. Đường chuyền của Văn Thanh, sút bóng. Tưởng như là cầu Phượng tiếp nối cái duyên ghi bàn vào lưới của đội tuyển Malaysia. Đó là một cú sút với một lực tuyệt vời, nhưng nó vẫn chưa đủ để mang về cho chúng ta một khoảnh khắc ăn mừng với một tình huống bùng nổ ở bên phía cánh phải của Văn Thanh. Và sự lỡ trớn của Jafran đã mang lại một thời cơ cho công Phượng của chúng ta. Đó là cú đá đầu tiên rất căng. Đó là sự khởi đầu mà đội tuyển Malaysia có lẽ đã bị bất ngờ. Tuấn Anh đang áp sát đối với cầu thủ của đối phương và khiến cho đợt triển khai tấn công của Malaysia không trở thành hiện thực. Ngay cả Duy Mạnh cũng tràn sang phần sân của đội bóng áo vàng và gây ra những áp lực. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo khi đối đầu với Malaysia rất có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng này ngay trong hiệp 1. Trong trận đấu vòng bảng Á Cúp 2018 thì Công Phượng cũng đã mở tỷ số ngay từ hiệp 1. Đó là bàn thắng ở phút thứ 11. Hành Trung là một trong những sự thay đổi khác mà chúng ta so sánh so với 3 năm về trước. Nhưng ở hệ thống phòng ngự thì ngày hôm nay sự thay đổi đến từ việc Quế Ngọc Hải trở lại, và người nhường vị trí là Bùi Tiến Dũng. Còn Thành Trung thì đang đá ở đúng vị trí của Bùi Tiến Dũng. Đây có thể sẽ là một trận đấu mà Thành Trung sẽ hỗ trợ nhiều cho Hồng Duy để ngăn cản người đang có số bàn thắng ấn tượng Safawi Rasis với 4 pha lập công đến lúc này.
một tình huống hỗ trợ phòng ngự tốt của đội tuyển Việt Nam. Như thường lệ thì Malaysia vẫn đang đưa bóng nhiều ra biên. Và đây dường như không phải là một bất ngờ đối với ban huấn luyện của chúng ta. Lỗi ném biên khá đáng tiếc của Hồng Duy. Đó là pha giải nguy của Thành Trung. Một trận đấu mà các cổ động viên của chúng ta hoàn toàn áp đảo, cho nên nếu vì một lý do nào đấy mà không thể theo dõi được trên màn hình thì có lẽ chúng ta cũng chỉ cần nghe những tiếng âm thanh cổ vũ là biết đội bóng nào đang áp đảo. Tuấn Anh, Quang Hải. Đó là một lỗi từ phía cầu thủ của Malaysia. Pha phạm lỗi của Siafik. Thêm một đường chuyền dài nữa. Thắng lợi đầu tiên mà chúng ta có được ở trong trận đấu ngày hôm nay đến từ trên khán đài, với những âm thanh cổ vũ cực kỳ sôi động và nhiệt huyết của các cổ động viên. Và bây giờ thì sức ép ở dưới sân khiến cho Malaysia vẫn chưa thể có được những tình huống phù hợp lên bóng từ bên phần sân của mình. Cách di chuyển và lựa chọn vị trí của cao thủ trên hàng công đội tuyển Việt Nam đến ngày là rất linh hoạt. Việc lựa chọn các mũi nhọn ở trên hàng công dường như đang phục vụ tốt cho điều đó, khi mà cả Quang Hải, cả Phan Văn Đức và cả Công Phượng nữa đều áp sát liên tục đối với các cầu thủ phòng ngự của đối phương. Chỉ trong một khuôn hình như vừa rồi thôi thì chúng ta đã thấy có tới 5 cầu thủ Việt Nam sẵn sàng tạo áp lực cho đối phương. Trong đó Tuấn Anh là người rất tích cực quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Trung đã di chuyển. Đó là pha chạm bóng của Thành Trung. Trước đó nếu chúng ta để ý thì Quang Hải đã ra một dấu gì đó và tín hiệu đến với Thành Trung. Đó là một hướng bóng đa dạng của Quang Hải. Và những sự mới mẻ trong cách chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn khiến cho Malaysia gặp cực nhiều khó khăn, đặc biệt là khả năng áp sát của hàng công. Một trong những người tích cực gây áp lực nhất cho đối phương chính là Tuấn Anh. Thêm một lần nữa thì Siafik Ahmad bị thổi phạt. Trong pha bóng vừa rồi thì cả Duy Mạnh cũng đã dâng lên rất cao để hỗ trợ cùng với đồng đội của mình. Quang Hải, Duy Mạnh. Hoàng Đức, cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức bây giờ truyền những quả bóng như vậy luôn rất hay và luôn có khả năng tạo ra sự đột biến cao. Chính một đường truyền như vậy của Hoàng Đức đã mở ra thời cơ cho Hồng Duy, tạo điều kiện để Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên tại AFC năm nay cho đội tuyển Việt Nam. Và bàn ra chính xác của Nguyên Mạnh. Nguyên Mạnh đã có sự trở lại với đội tuyển quốc gia sau 5 năm kể từ AFF Cup 2016. Và ngày hôm nay tiếp tục được xếp trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta
ta có thể hướng nhiều tới những đường truyền dài với nhiều cầu thủ có thể phất những đường xuyên tuyến như vậy tốt. Không chỉ có Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải cũng có thể làm tốt điều này và thậm chí cả Duy Mạnh nữa. Đây là một lối chơi rất thong dong mà đội bóng áo đỏ đang thể hiện. Tất cả các vị trí đều ý thức rõ được vai trò của mình ở trong một cỗ máy có tính liên kết cao. Hoàng Đức. Quả bóng tương đối thông minh của Hoàng Đức. Duy Mạnh. Văn Thành. Thêm một tình huống phạm lỗi nữa của đội tuyển Malaysia. Ở trận đấu với đội tuyển Lào thì Arif Aiman thường xuyên dâng cao. Nhưng ngày hôm nay thì số 13 của đội tuyển Malaysia có lẽ sẽ phải đá thấp hơn. Và chúng ta cũng không bất ngờ với những phương án thi đấu sẵn sàng phạm lỗi của đội bạn. Không tới vị trí của Quang Hải. Trong những phút vừa rồi thì đội tuyển Việt Nam đang khiến cho đối thủ của mình phải đuổi theo bóng. Chúng ta đang cực kỳ chủ động ở trong những pha phối hợp và cái cách tạo ra sức ép về phía khung thành của Khairul Fahmy. Trong tình huống mới đây mà Công Phượng vẫn chạm được vào bóng để khiến cho Khairul Fahmy phải ngăn cản thì quả là một pha xử lý đáng khen ngợi. Trong những trận thắng trước đội tuyển Lào và đội tuyển Campuchia thì Malaysia hoàn toàn áp đảo về mặt thế trận. Nhưng bây giờ thì họ đang phải lùi rất sâu đội hình về bên phần sân nhà. Và cái cách mà đội tuyển Việt Nam thực hiện tấn công thì không tình huống nào giống tình huống nào cả. Việt vị mất rồi. Văn Thành cũng đã có thể điền tên mình vào danh sách ghi bàn nếu như quả pen được thực hiện tốt hơn và đặc biệt nếu may mắn hơn ở một pha vuốt bóng rất đẹp sau đó từ tình huống phối hợp đá phạt với Quang Hải trong trận đấu với đội tuyển Lào. Đội bóng của chúng ta tích cực pressing tầm cao và đây là lối đá phù hợp khi mà đội bóng của chúng ta đã được nghỉ dài hơn đội bạn. Hồng Duy. Có Đức. Một pha xoay như vậy giờ càng lúc càng hay khi chúng ta chứng kiến Hoàng Đức thể hiện. Cái cách mà đội tuyển Việt Nam đang gây sức ép khiến cho những cầu thủ đá biên vốn rất lợi hại của Malaysia đã không có cơ hội dâng cao trong những phút vừa rồi. Malaysia vẫn đang phải đuổi theo bóng trong những pha phối hợp rất nhuyễn của đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh. Nỗ lực rất đáng khen ngợi của Duy Mạnh. Lỗi của Văn Thành. Hey,
Đây là Sarun Saad, Siami Safari. Duy Mạnh vừa rồi đã tiếp tục có một tình huống dâng cao và áp sát cầu thủ đối phương. Anh đã theo rất sát đối với Siafik Ahmad. Một trong những người tích cực áp sát nhất bên phía đội tuyển Việt Nam là Tuấn Anh. Đường chuyền nhanh của Quang Hải vẫn hơi sâu so với đà băng xuống của Công Phượng. Đội tuyển Việt Nam đang sử dụng rất nhiều những đường chuyền qua đầu hàng phòng ngự đối phương như vậy. Những đường triển khai có thể nói là trong một tốc độ cao. Phút thứ 15 của trận đấu được coi là trận chung kết của bảng B giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ AFCUP 2020. Đài truyền hình Việt Nam và công ty giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media hân hạnh mang đến quý vị trận đấu này. Một tình huống khác là Duy Mạnh đã vượt qua mất nửa sân. Chúng ta luôn có đủ người để tạo ra sức ép và tham gia vào những tình huống tranh chấp nơi khu vực giữa sân. Và bóng từ chân của Hoàng Đức luôn là một điểm khởi đầu có thể nói là cực kỳ yên tâm. Với khả năng chuyền dài cộng với kỹ năng thoát pressing hay thì Hoàng Đức lại đang có thiên hướng đá thấp hơn và Tuấn Anh nhô cao hơn để tham gia nhiều vào những tình huống gây sức ép. Nỗ lực dần gót cho Văn Thanh của Tuấn Anh mang về cho chúng ta một quả ném biên. Duy Mạnh. Đây vẫn là lúc mà đội tuyển Việt Nam có được sự áp đảo đối với đội tuyển Malaysia. Đây là bảng xếp hạng theo kết quả hiện tại của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Thêm một đường chuyền dài nữa. Quang Hải. Khairul Fahmy đang bị đau. Và lúc này thì đội tuyển Malaysia chỉ có một thủ môn dự bị mà thôi. Đó là thủ thành Hafiz Bin Mat. Một thủ môn khác của họ được đăng ký cho giải đấu lần này nhưng đang nhiễm Covid là Khalid. Khairul Fahmy là một trong những người giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Malaysia. Ở hàng trên của Malaysia có thể có những sự thay đổi, những sự bổ sung. Nhưng về cơ bản hàng phòng ngự của họ thì vẫn gồm những trụ cột như là Khairul Fahmy trong khung thành. Và cặp trung vệ ở phía trước màn anh là Adin Zafuan và Sarun Saad.
Tuấn Anh lại dâng lên và sẵn sàng gây áp lực cho nỗ lực đưa bóng lên của đội tuyển Malaysia. Hoàng Đức bị phạm lỗi, tình huống phạm lỗi của Hakim Samsudin. Trong những trận đấu gần đây gặp Malaysia thì đội bóng này thường gây ra rất nhiều sức ép đối với khung thành của chúng ta. Họ có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công. Nhưng đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đang cho thấy những cơ hội đến từ nhiều hướng khác nhau. Việc chúng ta dâng cao cũng đã giảm thiểu rất lớn những nguy cơ có thể xảy ra đối với khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Adin Zafran là một trong những người nhiều kinh nghiệm nhất của đội tuyển Malaysia khi cầu thủ này đã khoác áo đội tuyển quốc gia từ tận năm 2008. Còn vừa rồi chúng ta đừng nhớ lại những gì đã xảy ra tại trận đấu ở sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 2 World Cup. Quế Ngọc Hải chuyền bóng để cho Quang Hải băng lên dứt điểm ghi bàn. Đó là một hình ảnh mà chắc chắn là các cầu thủ Malaysia khó có thể nào quên được trong một pha phối hợp tuyệt đẹp của đội tuyển Việt Nam. Và đó là một ngày cũng rất dễ nhớ, ngày 10 tháng 10 năm 2019. Ngày hôm nay một ngày dễ nhớ khác, ngày 12 tháng 12 năm 2021. Chúng ta cùng chờ đợi thêm những điều tuyệt vời đến từ những đôi chân của đội bóng đỏ. Đến lúc này thì mặc dù chưa có bàn thắng nhưng Công Phượng cũng đã làm cho nhiều cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Malaysia thực sự là gặp bối rối và mất nhiều thể lực. Chúng ta đang có rất nhiều những giải pháp với những đường truyền dài như thế này. Nhiều cầu thủ có thể thực hiện những pha xử lý như vậy rất chính xác. Đây là Lukman Hakim. Không có cầu thủ nào của Malaysia để lại những dấu đậm nét từ đầu trận đến giờ, kể cả số 11 Safawi Rashid. Quang Hải lại là một đường trong khe dành cho đồng đội Công Phượng băng lên. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của đội tuyển Việt Nam. Phạm lỗi rồi. Không hề có tiếng còi nào cất lên ở trong tình huống đi bóng vừa rồi của Phan Văn Đức. Tuấn Anh và Hoàng Đức đang hoàn toàn làm chủ tuyến giữa. Trong khi đó ngày hôm nay thì Duy Mạnh đang là một giải pháp bất ngờ khi thường xuyên dâng cao và rất chịu khó chuyền bóng. Đó là đường chuyền của Hồng Duy. Quang Hải, lâu lắm rồi chúng ta không được hưởng những quả đá phạt trực tiếp như nỗ lực tìm kiếm vừa rồi của Công Phượng. Đường chuyền của Quế Ngọc Hải. Zafran không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương và ông Tan Trang Huê buộc phải tung cầu thủ mang áo số 6 Dominic Tan vào sân. Adin Zafuan bị căng cơ sau khi rất vất vả để có thể đeo bám Công Phượng. Không có Adin Zafuan ở trung tâm hàng phòng ngự là một tổn thất không nhỏ đối với đội tuyển Malaysia. Tuấn Anh, Duy Mạnh,
thêm một đường chuyền dài nữa. Đó là những gì mà Hoàng Đức và Tuấn Anh có thể dành cho nhau. Sơn ý của hai cầu thủ này đang mang đến một gọng kìm có thể nói là cực kỳ chắc chắn và hiệu quả của đội tuyển Việt Nam ở tuyến giữa. Công Phượng đang đá như một tiền đạo mục tiêu và là điểm đến của rất nhiều những pha phất bóng dài từ phần sân nhà của Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh. Tuấn Anh, Tuấn Anh và Văn Thanh. Malaysia đang chơi với một chiếc xe buýt 2 tầng ở trước khung thành của Khairul Fahmy. Cú mở bóng của Hoàng Đức cho Hồng Duy. Pha xử lý rất gọn. Quang Hải. Rất đông các thủ áo vàng ở phía trước khung thành của Khairul Fahmy. Không quá khó cho Quế Ngọc Hải ở trong tình huống xử lý vừa rồi. Anh đã quan sát rất kỹ và thấy Duy Mạnh để có một pha xử lý hợp lý nhất. Đây là một hàng phòng ngự đã đối mặt với Takumi Minamino, đã đối mặt với Guley, đã đối mặt với rất nhiều những cầu thủ đẳng cấp khác ở vòng loại thứ 3 của World Cup. Đường chuyền! Không có một tình huống đá phản của Dominic Tan. Đó lại là một tình huống chuyền bóng bổng điểm rơi từ phía đội tuyển Việt Nam để cho Công Phượng bắc lên. Những người chuyền bóng thì là tương đối bất ngờ khi Văn Thành bất ngờ bó vào trong một chút. Chúng ta đã thực hiện rất nhiều những tình huống bóng dài. Thì tôi nghĩ một trong những cách mà chúng ta cũng có thể khai thác đó là những pha xâm nhập bằng những cầu thủ có kỹ thuật như Quang Hải, Công Phượng. Và biết đâu bất ngờ còn có thể đến từ quả đá phạt góc này như những gì chúng ta đã có được ở vòng loại thứ 2 World Cup. Trọng tài thổi phạt đối với Thành Trung. Có Thành Trung thì những phương án cố định như vừa rồi của đội tuyển Việt Nam cũng có thêm một sự lựa chọn. Lúc này trận đấu đang chứng kiến sự ép sân của đội tuyển Việt Nam, nhưng cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có cú sút nào từ phía các cầu thủ hai bên đi trúng đích cả. Đây là trận đấu mà hai đội đều đã hiểu nhau rất rõ và có thể mọi thứ chỉ được thay đổi bởi một bất ngờ. Hai đội hiểu nhau và còn vì cách lựa chọn lối chơi của đội tuyển Malaysia. Họ đã có hai chiến thắng với một hiệu số bàn thắng bại tương đối tốt. Và sau đây là quãng nghỉ 6 ngày trước khi đối đầu với Indonesia. Nên có lẽ huấn luyện viên Tan Chanhue đang hướng tới một cách nhập cuộc an toàn. Và mục tiêu giành một điểm là tương đối rõ. Rất chủ động đó là Tuấn Anh. Tuấn Anh đang chơi tốt trong vai trò tranh chấp và thu hồi bóng.
Hoàng Đức. Từ vị trí này thì rất nhiều những cú phát bóng đã được thực hiện và đây lại là một tình huống khác như vậy. Văn Thanh. Người đã cắt đường truyền của Văn Thanh là Safari. Ngay cả Safawi Rashid cũng phải lui về rất sâu để tham gia phòng ngự. Của Duy Mạnh. Vị trí của Công Phượng vẫn đang tạo ra sức ép tốt. Tuấn Anh. Hoàng Đức. Hồng Duy. Chỉ có thật nhiều những pha phối hợp hay giữa Hồng Duy và Phan Văn Đức ở bên phía cánh trái này. Rất tốt Tuấn Anh. Goal! Đó là Quang Hải và một lần nữa thì số 19 của đội tuyển Việt Nam lại gieo sầu cho Malaysia. Vẫn là một ngày rất rất dễ nhớ, ngày 12 tháng 12. Và Quang Hải lại ghi bàn. Giống như cách anh làm tung lưới của Malaysia ngày 10 tháng 10, 3 năm về trước, 2 năm về trước. Sấm sét chỉ có thể nói là như vậy, và các bạn hãy chứng kiến hình ảnh bất lực của thủ thành Khairul Fahmy. Thật đáng thương. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Và kịch bản tấn công này rất quen thuộc thời AFC 2018. Những pha bóng xuất phát từ bên phía cánh trái, bóng được trả ngược lại. Và khi nó đến với cái chân trái của Quang Hải thì chúng ta thường có thể biết đối phương sẽ phải nhận hậu quả như thế nào. Thực ra khi Quang Hải tung chân thực hiện cú dứt điểm thì chắc chắn là tôi và rất nhiều người chỉ kịp nhìn thấy bóng tung lưới mà thôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và chúng ta có rất nhiều những khán giả bất đắc dĩ mặc áo màu vàng và thủ môn Khairul Fahmy ở trên sân Bishan này. Không có bất kỳ một phản ứng nào từ Khairul Fahmy. Bàn thắng thứ 7 đội tuyển Việt Nam ghi được vào lưới Malaysia ngay trong hiệp 1 trong những cuộc đối đầu mà huấn luyện viên của hai đội là ông Tan Chan Huê và huấn luyện viên Park Hang-seo. Nguy hiểm quá. Rất may chúng ta đã có bàn thắng, chúng ta có thế trận hoàn toàn áp đảo nhưng không thể chủ quan như vừa rồi. Rất may là cầu thủ đang đá bóng ở Bỉ, Kocik câu lạc bộ Bỉ mà Hakim Samsudin đang đầu quân đã không tận dụng được tình huống sơ hở này. Truyền thống được lặp lại, đội tuyển Việt Nam một lần nữa ghi bàn trong hiệp 1 trận đấu gặp Malaysia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Và không biết là chúng ta thống kê biết bao bàn thắng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo ghi vào Malaysia, bắt đầu từ bên phía cánh trái. Bàn thắng của Anh Đức trong trận chung kết lượt về cũng đến từ bên phía cánh trái. Bàn thắng mở tỷ số của Huy Hùng vào lưới Malaysia chung kết lượt đi cũng đến từ cánh trái. Quang Hải. Rất hay. Nếu như có một khoảng không rộng hơn thì có lẽ chúng ta lại được chứng kiến lại cú cứa lòng của Văn Thanh như anh đã từng làm vào lưới của Indonesia vòng loại thứ hai. Đúng là như thêu hoa diệp gấm.
Và một lần nữa thì người chuyền bóng để cho đồng đội của mình dứt điểm lại là Tuấn Anh. Những điểm chạm 1-2 giữa Quang Hải, Tuấn Anh, Văn Thành thực sự là rất hay. Safawi Rashid. Đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn ngay sau khi mà Malaysia mất một trụ cột ở hàng phòng ngự. Aidin Zafuan. Chúng ta đã tấn công kịp thời vào đúng điểm đó. Và khi mà hàng phòng ngự của Malaysia chưa thể đạt được đến độ ăn ý với cầu thủ mới thì họ đã phải nhận bàn thua. Tuấn Anh. Rất nhiều cú đánh gót. Cầu phương. Cú điểm. Quá ngọt ngào, quá ngọt ngào. Và biết sang lại trở thành một sân khấu để Phượng nở hoa, có thể nói như vậy. Quang Hải và Công Phượng, những người có duyên nhất với mảnh lưới của Malaysia thì đều đã là lần lập công. Hãy xem lại cách mà chúng ta phối hợp cú đánh gót của Quang Hải, những nhịp xử lý của Công Phượng ngoặt bóng lại và thực hiện một cú dứt điểm. Mọi thứ như được tô thêm vẻ kịch tính và hấp dẫn khi bóng chạm vào cột dọc. Đúng là đội tuyển Malaysia rất hiểu đội tuyển Việt Nam, nhưng với những pha xử lý như vậy, những cú đánh gót ngẫu hứng như vậy thì không một sách vở nào có thể mang đến những bài học dành cho Malaysia cả. Và ngày hôm nay chúng ta đã nói về những phương án tấn công khác nhau, những tình huống xử lý bất ngờ, thì tất cả đều đã được các cầu thủ áo đỏ thực hiện một cách hết sức ấn tượng. Đội tuyển Việt Nam từ những trận đấu vòng loại thứ 3 đấu với những đội hàng đầu châu lục, và khi chúng ta hạ độ cao một chút xuống giải đấu mà chúng ta đang là nhà đương kim vô địch thì thực sự là đang thể hiện một vị thế rất lớn trước đội đương kim Á quân. Những người có duyên ghi bàn nhất vào lưới của Malaysia đều đã lên tiếng rồi. Quang Hải, Công Phượng. Và trên sân vận động này, Bissan. 6 năm về trước tại SEA Games, cũng tại Singapore năm 2015, trong trận đấu với đội U23 Malaysia, Công Phượng đã ghi 2 bàn, trong đó có một bàn thắng sút phạt được gọi là khoảnh khắc lá vàng rơi tuyệt đẹp. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Đó vẫn là cú đánh đầu của Siafik Ahmad. Vậy là cũng giống như trong trận chung kết lượt đi của AFC 2018, ngay trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam lúc này đã dẫn Malaysia 2 bàn. Năm đó thì chúng ta đã bị gỡ hòa 2-2 với quả đá phạt trực tiếp thành công của Safawi Rashid. Nhưng có lẽ ngày hôm nay mọi thứ sẽ rất khác. Những con số thống kê đã nói lên điều đó. Và quan trọng nhất là màn trình diễn trên sân của Công Phượng và các đồng đội. Quế Ngọc Hải. Những đợt sóng màu đỏ liên tiếp dội về phía khung thành của Khairul Fahmy. Đó là một sự thong dong ở bên phần sân nhà, nhưng khi cần thay đổi tốc độ thì chúng ta đã làm được với một đường bóng thoáng đạp dành cho Hồng Duy. Suýt nữa thì bóng lại đến chân của Công Phượng sau cú nhấc chân của Phan Văn Đức.
Khi đội tuyển Việt Nam có Văn Hậu ở trên sân thì cánh trái là một trong cánh tấn công ưa thích của chúng ta. Một cách hạ nhiệt hợp lý của Tuấn Anh để tránh cho Thành Trung vướng vào những tranh cãi không cần thiết. Thành Trung đã phải nhận một thẻ vàng ở trận đấu với đội tuyển Lào rồi. Những gì diễn ra trong trận đấu gặp đội tuyển Lào và bây giờ là trận đấu gặp đội tuyển Malaysia cho thấy sự điều chỉnh trước các đối thủ luôn rất hợp lý của ban huấn luyện. Và đây là lúc mà chúng ta đang phô diễn được khả năng đầy đủ của mình. Văn Thành. Huấn luyện viên Tan Chen Hue đã nói về những điều bất ngờ mà các học trò của ông sẽ dành cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng đến lúc này thì chúng ta chưa thấy bất ngờ nào cả. Đội tuyển Việt Nam thì không cần dành cho đối phương bất ngờ nào vì những con người hiện có của chúng ta, cách chơi đã được khẳng định của chúng ta khiến cho đối phương ngay cả khi đã biết chúng ta sẽ đá như thế nào, sẽ triển khai bóng ra sao và ai sẽ dứt điểm thì cũng khó có thể ngăn chặn. Nhất là trong hoàn cảnh Malaysia đang không có được lực lượng nhân sự tốt nhất với việc mà Jafan đã phải rời sân vì chấn thương. Một hàng tấn công với những cầu thủ trẻ như Ari Aman hay Lukman Hakim thì lại đang phải đối mặt với hàng phòng ngự hay nhất Đông Nam Á. Trong khi đúng ở lúc rất quan trọng thì những vấn đề nội bộ lại khiến cho ông Tan Chen Hue không sử dụng De Paula. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp tiền đạo nhập tịch gốc Brazil De Paula không đá chính. Việc ghi bàn khá dễ dàng vào lưới của đội tuyển Lào có thể cũng là một phần để ông Tan Chen Hue cảm thấy yên tâm với những con người trẻ này. Nhưng rõ ràng gặp đội tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch của Đông Nam Á và đã đá vòng loại thứ 3 là một câu chuyện hoàn toàn khác. Dù tập trung đông người nhưng Malaysia không thể chủ động phòng ngự được và luôn phải đuổi theo bóng trong những pha phối hợp như thế này của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta kéo đối thủ lên một cách dễ dàng để có thời cơ cho những cầu thủ ở phía trên chạy chỗ và tìm khoảng trống. Đã có thẻ vàng đối với cầu thủ của Malaysia sau pha phạm lỗi với Hồng Duy. Ghazali, hậu vệ phải của đội tuyển Malaysia là người phải nhận án phạt. Một tình huống chơi tiểu xảo của số 16 này. Vị trí của Ghazali cũng là vị trí bị khai thác rất nhiều. Rất nhiều những bàn thắng của chúng ta đã đến từ bên phía cánh trái. Khi huấn luyện Park Hang-seo đối đầu với ông Tan Chen Hue. Và ngày hôm nay điều đó vẫn tiếp tục diễn ra. Văn Thành! Phía trong là Công Phượng! Công Phượng! Quế Ngọc Hải một lần nữa đóng vai trò kiến tạo để mở ra một khoảng trống mênh mông dành cho Văn Thành. Quá khó cho Khairul Fahmy để có thể tìm được đội chuyền bóng. Quang Hải. Tuấn Anh. Come on!
Cứ pha phối hợp như thế là đang đá tập vậy. Hoàng Đức. Việc đối mặt với những đội bóng như Nhật Bản, Australia hay Ả Rập Xê Út mang đến cho đội tuyển Việt Nam sự bình tĩnh và độ lạnh lùng ở trong việc thoát pressing. Ngày hôm nay thì chúng ta chưa bao giờ bị nao núng khi đối thủ lao vào tranh chấp bóng. Đó là điều chính xác. Vì những áp lực mà những cầu thủ như Australia, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản tạo ra lớn hơn rất nhiều. Đã đến lúc có dấu hiệu mất bình tĩnh từ những cầu thủ Malaysia. Họ bắt đầu có dấu hiệu của những tình huống chơi bóng ác ý hơn. Và đây là lúc mà chúng ta phải hết sức thận trọng với những tình huống va chạm. Vì có lẽ tất cả vẫn còn rất dài phía trước trong hành trình của đội tuyển Việt Nam. Thầy Park cũng sẽ phải tính tới điều này để sẽ có những điều chỉnh nhân sự phù hợp trong hiệp đấu thứ hai khi chúng ta đã có một kết quả thuận lợi. Nhưng đó rõ ràng là một tình huống xứng đáng và nhận thẻ của Siafik Ahmad. Một tình huống mà anh đã dùng cả gầm giày để lao thẳng vào Hoàng Đức. 2 phút là thời gian đá bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Có thể một trong những điều mà thầy Park sẽ nhắc lại trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp là câu chuyện của trận chung kết năm 2018, trận chung kết lượt đi. Chúng ta cũng có 2 bàn trong hiệp 1. Nhưng sau đó thì đội bạn đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 rồi gỡ hòa 2-2. Một tình huống mà Nguyên Mạnh đã có sự bỏ lót kịp thời cho Duy Mạnh và khiến cho Hakim Lukman không thể làm gì nổi. Một đội bóng sẽ mạnh hơn khi có được sự bọc lót như thế này. Và Nguyên Mạnh đã hỗ trợ rất tốt cho Duy Mạnh trong một khoảnh khắc mà Siafik tỏ ra khá lợi hại. Có thể sang hiệp đấu thứ hai thì những áp lực dành cho hệ thống phòng ngự của chúng ta sẽ lớn hơn khi Malaysia không còn nghĩ tới cách chơi tử thủ để giành một điểm nữa. Họ đã bị dẫn 2 bàn rồi và buộc phải đẩy cao đội hình. Áp lực sẽ lớn hơn cho hàng phòng ngự nhưng cơ hội cũng mở ra cho hàng công. Nhưng cũng có một vấn đề là số lượng cầu thủ dự bị của Malaysia trong trận đấu ngày hôm nay là quá ít. Và những người tốt nhất của họ thì đều đang ở trên sân. Và những người tốt nhất này thì cũng không thể làm gì nổi trước đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải ghi bàn, Công Phượng lập công. Đó là những gương mặt chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở trong hiệp đấu đầu tiên. Chúng ta dẫn trước 2-0 trước Á quân của AFF Cup và có một thế trận tuyệt vời. Quý vị thân mến, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chuẩn bị đến với chương trình bình luận giữa trận đấu của Đài Truyền hình Việt Nam. Còn Công Phượng thì vẫn tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn tuyệt vời vào lưới của các đội tuyển Malaysia, từ đội tuyển quốc gia cho đến đội tuyển U23. Công Phượng đã từng ghi những bàn thắng rất quan trọng ở SEA Games, vòng loại U23 châu Á vào lưới của đội tuyển U23 Malaysia. Còn với đội tuyển quốc gia, anh là người đã mở điểm khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng của Á Cup 2018. Và hôm nay là người gia tăng cách biệt cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu và trong hiệp đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Thêm một đường bóng dài quen thuộc nữa, Văn Thành. Bóng trong chân của Quang Hải. De Paula đã việt vị. Tiền đạo gốc Brazil vào sân để thay cho Lukman, người đã đá cao nhất trên hàng công trong hiệp 1 của đội tuyển Malaysia. De Paula chính là người đã đá quả phạt đền thành công trong trận thua của Malaysia với tỷ số là 1-2 trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai của World Cup 2022. Các cổ động viên Việt Nam chúng ta thì chắc không quên cách cầu thủ này ăn mừng.
Rất nhiều những đường bóng dài được phất lên. Công Phượng có lẽ dấu ấn không chỉ là bàn thắng, một pha xử lý ở đẳng cấp rất đáng khen ngợi, mà còn bởi tầm hoạt động và sự xông xáo đã gây ra nhiều xáo trộn cho hệ thống phòng ngự của đối phương, khiến cho thủ thành Khairul Fahmy bị đau, khiến cho trung vệ đội trưởng Jafran phải rời sân. Đội tuyển Việt Nam đã có lưng vốn là 2 bàn và chúng ta sẽ càng có cơ hội để triển khai một lối đá phù hợp với mục tiêu dài hơi của mình. Sau đây 3 ngày sẽ là trận đấu gặp Indonesia. Phượng, Phạm Văn Đức đang di chuyển. Đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất của Phạm Văn Đức. Hồng Duy. Dominican đã cắt được đường truyền của Hồng Duy cho Công Phượng. Sức ép từ phía De Paula cũng không khiến cho Nguyên Mạnh bị bối rối. Nhiều những cái tên nổi bật của Malaysia trong hai chiến thắng trước đội tuyển Lào và đội tuyển Campuchia thì ngày hôm nay đều đang tỏ ra cực kỳ mờ nhạt. Điển hình nhất trong số đó là Safawi Rashid. Trần Xuân đã ghi 4 bàn sau 2 trận vừa qua thì ngày hôm nay chưa có một cơ hội nào. Safawi Rashid chỉ được ống kính truyền hình bắt khuôn hình và được chúng ta nhắc tới khi anh ta tham gia phòng ngự thôi anh Cường ạ. Đó là một sự thật mà Safawi Rashid phải đối mặt ở trong trận đấu hôm nay. Cô ghi vẫn chưa thể làm gì được trước Quế Ngọc Hải và mở ra một đợt phản công cho đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức. Sức dướn tốt và kỹ thuật khéo léo đã thực sự khiến cho cầu thủ của đội bạn phải nói là lao đao. Tuấn Nạn Anh. Nhân của Hoàng Đức vừa rồi là Kogi. Từng cá nhân ở trên sân và một lối chơi tổng thể cho thấy một đẳng cấp hơn hẳn của đội tuyển Việt Nam cho đến thời điểm này của trận đấu. Thành Trung, đó là một đường chân dài. Điều mà cả Quế Ngọc Hải, cả Thành Trung và cả Duy Mạnh đã thực hiện rất nhiều lần ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài dành cho Quế Ngoài một chiếc thẻ vàng. Đó vẫn là một tình huống vào bóng rất vừa phải của Quế Ngọc Hải.
Đội tuyển Malaysia đã mất một cầu thủ ở trận đấu này vì chấn thương khi Jafan bị đau từ một tình huống va chạm với Công Phượng trong hiệp 1. Hàng công của Malaysia giờ trông chờ rất nhiều vào De Paula và Safawi Rashid. Trong những trận đấu gần đây với đội tuyển Việt Nam thì họ còn có một Sumare sông sáo bên hành lang cánh phải. Một cầu thủ cực kỳ khỏe mạnh và có nền tảng thể lực dồi dào với những cú dốc bóng tốc độ ở bên phía cánh phải. Nhưng điều đó đã không thể xuất hiện một lần nào ở trong trận đấu ngày hôm nay khi Malaysia phải đối mặt với đội bóng đẳng cấp hơn. Malaysia đã thực hiện 3 sự thay đổi người. Bây giờ tìm người thay cũng là một vấn đề không hề dễ dàng đối với huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia. Người vào sân thay có thể sẽ phải đá nghịch vị trí so với nơi chơi quen thuộc của những cầu thủ trên băng ghế dự bị. Phạt góc cho đội tuyển Malaysia sau nỗ lực giải nguy của Văn Thanh. Matron Bachia cũng là một nhân tố quan trọng của ông Tan Chen Hue bởi kinh nghiệm của cầu thủ năm nay đã 33 tuổi. Tuấn Anh vẫn đang có một trận đấu cực kỳ tuyệt vời. Thế trận như thế này là điều hoàn toàn dễ hiểu khi mà đội tuyển Việt Nam đang thả lỏng một chút, nhường thế trận cho đối phương và bây giờ đang chủ động trong cách chơi phòng ngự của mình. Tiến Linh sắp góp mặt ở trên sân. Pha trả bóng hay của Công Phượng, Quang Hải. Không biết người rời sân nhường vị trí cho Tiến Linh có phải là Phan Văn Đức không? Trọng tài ở ngay sau tình huống phạm lỗi này và tất nhiên đã biết lỗi của Bachia. Như vậy người nhường vị trí cho Tiến Linh là Công Phượng. Một sự thay đổi người vẫn hết sức chất lượng của đội tuyển Việt Nam và cũng là một người có duyên với bánh lưới của đội tuyển Malaysia. Sự phong phú trong việc lựa chọn nhân sự là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo có và là điều mà huấn luyện viên Tân Trang Huê bây giờ có mơ cũng không có được. Hoàng Đức đá phạt. Quang Hải! Quang Hải đã thực hiện một cú ra chân như vậy để đánh bại Malaysia ở vòng loại thứ hai. Một pha bóng đầy mạnh mẽ của Thành Trung. Đã có một chút tiểu xảo từ cầu thủ của đội bạn khiến cho Quang Hải bị đau.
Số lượng những cú dứt điểm của đội tuyển Việt Nam trôi hơn hẳn so với đối phương. Safawi Rashid. Chiến thắng ngày hôm nay nếu đến sẽ còn rất giá trị với cả Nguyên Mạnh nữa, người đã từng phải trải qua một nỗi ám ảnh không hề nhỏ năm 2014 trước chính đội tuyển Malaysia. Cách mà chúng ta tạo áp lực ngay bên phần sân của Malaysia thực sự khiến cho đội bạn khó khăn trong việc phát triển bóng lên phía trên. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam đang thực hiện một lối chơi không hề mất sức. Nhưng có thể cũng giống như ở trong hiệp 1 thì khi cần tăng tốc chúng ta vẫn luôn khiến đối thủ ở vào một tình thế bị động. Một trận đấu mà Tuấn Anh mang đến một hình ảnh rất khác. Một Tuấn Anh cần mẫn, chăm chỉ và đầy quyết liệt. Và có lẽ rằng Tuấn Anh đã thực hiện rất đầy đủ những yêu cầu về mặt chiến thuật mà ban huấn luyện dành cho anh cho đến lúc này. Nhưng không chỉ thế, Tuấn Anh còn là tác giả của đường kiến tạo để Quang Hải mở tỷ số với một pha thoát xuống gần cột cờ góc tương đối bất ngờ. Điều đáng nhớ với De Paula kể từ khi cầu thủ nhập tịch này vào sân chỉ là những cú ngã mà thôi. Một trận đấu mà đến phút thứ 59, chúng ta đang thắng trên khán đài và thắng cả trên sân. Văn Thanh, thoát xuống dễ dàng. Tiến Linh. Người ngăn cản với Tiến Linh là Dominic Tan. Có vẻ như Tiến Linh muốn tạo ra một pha dàn xếp ném biên bất ngờ hơn nữa, nhanh hơn nữa. Vẫn chưa thể làm gì nổi trước bộ đôi Hoàng Đức và Tuấn Anh ở khu vực giữa sân. Hồng Duy. Hoàng Đức. Đó là một cú đá từ xa không hề bất ngờ của Hoàng Đức. Với tiền vệ mặc áo số 14 này, kể cả khi không có nhiều những khoảng trống và kể cả khi không có đà thì anh vẫn có thể thực hiện những cú đá cận chân cực kỳ hiểm hóc và uy lực về phía khung thành của đối phương. Đó vẫn là sức ép lớn đến từ phía đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta vẫn đang lấy bóng một cách dễ dàng. Có lẽ người chạm bóng là Duy Mạnh. Các bạn đang theo dõi trận đấu thứ 2 của đội tuyển Việt Nam tại Á Cúp 2020, cuộc đối đầu với đội Á quân Malaysia. Chúng ta đang dẫn Malaysia với tỷ số 2-0. Đài truyền hình Việt Nam và công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media hân hạnh mang đến quý vị trận đấu này. Lại là một pha đánh gót nữa. Rất nhiều lần đội tuyển Việt Nam thôi miên đối thủ bằng những pha phối hợp như vậy.
mọi thứ vẫn dễ dàng đối với người mạnh. Hệ thống phòng ngự chúng ta di chuyển rất chủ động, và cái cách mà Quế Ngọc Hải tạo ra một lớp bảo vệ để Nguyên Mạnh băng ra đón quả bóng vừa rồi cũng cho thấy sự chủ động rất lớn của chúng ta. Và góc màn hình quý vị có thể thấy bảng xếp hạng hiện tại với tỷ số 2-0 mà đội bóng của chúng ta đang dẫn trước Malaysia, thì một vị trí rất quen thuộc với đội tuyển Việt Nam, đó là vị trí xếp đầu bảng, là điều mà chúng ta có được với tỷ số này. Safawi Rashid, Hồng Duy đã bắt bài. Lúc này thì một cầu thủ phòng ngự chúng ta đang bị đau. Trước đấy thì tôi cũng đã thấy dấu hiệu mà có vẻ như là Thành Trung muốn được thay ra. Đá ở vòng loại thứ 3 thì Hồng Duy phải nói là tương đối vất vả, nhưng sang sân chơi AFF Cup chúng ta thấy một Hồng Duy hoàn toàn khác, lên công về thủ và hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Bùi Tiến Dũng có lẽ sẽ vào sân để thay cho Thành Trung. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt đầu nghĩ tới trận đấu gặp Indonesia. Những người có duyên nhất của chúng ta khi ghi bàn vào lưới của Malaysia thì đều đã lên tiếng và đều được đưa ra nghỉ. Chúng ta cùng khoảnh khắc chứng kiến lại khoảnh khắc mà thủ thành của Malaysia đứng hình trong một tình huống ra chân tuyệt vời của Quang Hải. Khoảnh khắc bùng nổ của Quang Hải và những pha xử lý sẽ được nhớ mãi trong ngày 12 tháng 12 này của Công Phượng. Khi Công Phượng ghi bàn vào lưới của đội tuyển Malaysia năm 2018 thì tiền đạo của đội tuyển Việt Nam mang áo số 14. Ngày hôm nay và thời điểm này số áo của Công Phượng là số 10. Nhưng có một điều không đổi, đó là anh rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia. Bùi Tiến Dũng vào thay cho Thành Trung và Văn Toàn sẽ thay cho Quang Hải. Đúng là Park Hang-seo đang có một thực đơn lựa chọn hoàn toàn thoải mái. Và ở cùng một vị trí thì luôn có hơn một người có đẳng cấp và chất lượng. Văn Toàn! Văn Toàn! Bước chạy xé gió của Văn Toàn và đó là khó khăn đầu tiên. Cơn đau đầu tiên mà tiền đạo này gây do hàng phòng ngự của Malaysia. Đây là Hồng Duy. Bachia đã lấy cả thân mình để cản cú đá của Hồng Duy. Không chỉ một mà tới hai cầu thủ lăn xả để ngăn cản nỗ lực ghi bàn của số 7 đội tuyển Việt Nam. Những bước đi tập tễnh của Thành Trung. Và trong trận đấu ngày hôm nay nữa thì rất nhiều những cầu thủ của Malaysia đã thay nhau gặp chấn thương. Nhưng ông Tan Cheng Hue không có được sự xa xỉ về lựa chọn đội hình như là huấn luyện viên Park Hang-seo. Cũng khá là may cho ông Tan Cheng Hue khi sau trận đấu này thì đội bóng của ông sẽ được nghỉ khoảng 6 ngày. Trước khi bước vào trận đấu mà có lẽ là một trận đấu rất quan trọng với đội tuyển Indonesia. Trận đấu diễn ra vào ngày 19 tháng 12. Aydin Zafuan đã phải ra nghỉ sau một chấn thương. Và một trung vệ khác là Sarun Saad vừa rồi cũng đã bị đau sau nỗ lực cản phá đối với Hồng Duy.
Đội tuyển Việt Nam đang chơi với bộ ba tấn công là Tiến Linh ở trung tâm, Phạm Văn Đức ở bên phía cánh trái và Văn Toàn bên phía cánh phải. Những sự thay đổi mà huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện đến sớm hơn so với thường lệ. Sẽ có thêm những sự thử nghiệm. Cho đến lúc này thì đội tuyển Việt Nam đã có 3 cầu thủ ghi bàn tại giải. Và các cầu thủ càng có thêm được những bàn thắng thì sự tự tin sẽ càng lớn dần hơn theo thời gian. Công Phượng đã ghi bàn, Phan Văn Đức đã lập công và Quang Hải cũng đã tìm được mảnh lưới đối phương. Đó đều là những chân sút mà chúng ta kỳ vọng thì họ đều đã có được những bàn thắng tại giải năm nay. Và dù thi đấu tương đối nhàn nhã nhưng Nguyễn Mạnh cũng đã có những thời khắc để chứng tỏ mình, để tìm lại sự tự tin cần thiết. Quả là ông Tan Trang Huê đang rất đau đầu. Tôi vẫn đến với chúng ta, Văn Toàn. Tiến lên! Không phải là một pha phối hợp với Phạm Văn Đức. Khi đã ở vòng loại thứ 3 World Cup thì Tiến Linh chủ yếu hoạt động ở ngoài khu vực 16m50 khi các đối thủ đều rất mạnh và đẳng cấp. Và dường như bản năng ghi bàn trong khu vực 16m50 của anh phải chăng là đã bị ảnh hưởng đi không ít sau những trận đấu tại vòng loại như vậy. Một trao đổi giữa Tiến Linh và Phan Văn Đức có lẽ là như vậy. Hàng phòng ngự và bộ phận y tế là những người vất vả nhất bên phía đội tuyển Malaysia trong trận đấu ngày hôm nay. Quả là một ngày rất thiếu may mắn của đội tuyển Malaysia. Nhân sự đã mỏng thì giờ liên tục những cầu thủ của họ phải rời sân vì chấn thương. Như đã nói thì đội tuyển Malaysia để chuẩn bị cho trận đấu này họ chỉ có 18 người đủ điều kiện để thi đấu. Ngoài 4 cầu thủ đã nhiễm SARS-CoV-2 thì một cầu thủ gặp phải chấn thương, đó là Estan, và một cầu thủ chưa trở lại từ châu Âu, Dion Kun. Số 10 và số 12 của Malaysia sẵn sàng thi đấu. Số 10 là Sakran Fikri và số 12 là Muhammad Arif Farhan. Nếu như hai cầu thủ này vào sân thì trên ghế dự bị của Malaysia cũng sẽ chỉ còn hai người nữa mà thôi. Một là thủ môn Al Hafiz mặc áo số 23 và hai là hậu vệ mặc áo số 17 Arif Fazila. Còn những sự tung hoành mà Arif Aman đã từng có hay Safawi Rashid đã từng có ở trong những trận đấu với Lào và Campuchia. Đó là những trận đấu mà Malaysia đã ghi tới 7 bàn. Và riêng Safawi Rashid có 4 bàn, nhưng ngày nay thì anh như người vô hình. Siêu Phích, một trong những người hoạt động rất rộng của đội tuyển Malaysia, được đưa ra nghỉ. Người còn lại bị đau và không thể tiếp tục thi đấu đó là Sharun Saad, trung vệ mang áo số 3 của Malaysia. Hai trung vệ quan trọng nhất của ông Tan Chan Huê đều đến lúc này phải rời sân vì chấn thương. Sharun Saad cao 1m80 và là một nhân vật rất quan trọng trước khung thành. Đúng là một trận đấu bầm dập theo nhiều nghĩa khác nhau đối với đội tuyển Malaysia. Và De Paula cũng khó lòng có thể làm nên chuyện khi đối mặt với anh là Quế Ngọc Hải dày dặn kinh nghiệm
và sau đó là Nguyên Mạnh đang bắt rất chắc tay tại giải năm nay. Với Paula thì tất nhiên là không quên được Quế Ngọc Hải. Anh đã từng có những tác động khi Quế Ngọc Hải đứng trước quả penalty quyết định ở vòng loại thứ hai. Nhưng tất cả những cố gắng của De Paula cũng không khiến cho Quế Ngọc Hải bị sao nhãng và vẫn thực hiện rất hay quả penalty đó. Vẫn chưa có một cú sút nào được các cầu thủ Malaysia thực hiện về phía khung thành của Nguyên Mạnh cả. Một sự chênh lệch rất lớn trong màn trình diễn của hai đội ngày hôm nay. Cơ hội đối với Savawi Rasis ngày mai gần như là không có. Pha xử lý rất hay của Phạm Văn Đức. Cô ghi Hoàng Đức hoàn toàn quán xuyến được khu vực giữa sân. Chính xác tới từng mm, đó là đường truyền mà Quế Ngọc Hải dành cho Văn Thanh, và Văn Thanh lại chuyền bóng đẹp mắt dành cho Văn Toàn. Mọi thứ diễn ra vô cùng là nhịp nhàng và đặt các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam ở vào những vị trí có thể ghi bàn. Vừa rồi thì Văn Toàn đã định gạt quả bóng qua Dominic Tan. Các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Malaysia cũng không thể quên Văn Toàn, người đã mang về cho chúng ta quả penalty hồi tháng 6 vừa rồi. Tấn Tài và Xuân Trường sẽ là những sự lựa chọn tiếp theo của thầy Park. Những cơn đau đầu vẫn nối tiếp nhau đối với hàng phòng ngự của Malaysia khi những cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị vào sân thay người. Phải nói là rất may mắn cho chúng ta khi ở thời điểm Hùng Dũng không thể dự những trận đấu vòng loại và dự AFF Cup lần này thì Hoàng Đức càng lúc càng chững chạc hơn. Hoàng Đức và Tuấn Anh đang hợp thành bộ đôi tiền vệ trung tâm rất hay của đội tuyển Việt Nam. Xuân Trường thay Phan Văn Đức. Hồng Duy sẽ nhường vị trí cho Tấn Tài. Không biết là Tấn Tài sẽ đá bên trái hay Văn Thanh chuyển sang bên trái để thế vị trí của Hồng Duy đây. Cho đến lúc này thì Hồng Duy đang chơi rất tốt tại AFF Cup năm nay. Ngay cả khi ngày hôm nay phải đối diện với Safawi Rasis thì Hồng Duy vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không chỉ trong phòng ngự mà cả tấn công. Như vậy là Tấn Tài sẽ đá bên trái, Văn Thanh vẫn ở bên phải. Quá hay, đó là Tuấn Anh. Bộ đôi tiền vệ trung tâm thì vẫn đang được giữ nguyên. Có lẽ rất hiếm thì chúng ta mới thấy bộ đôi rất được yêu mến là Tuấn Anh, Xuân Trường cùng lúc có mặt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam và thi đấu trên sân như thế này.
Còn khoảng 15 phút nữa thời gian sẽ hết và Malaysia vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy là họ có thể làm nên chuyện. Rất tốt, Tuấn Anh, Tiến Linh. Cho đến thời điểm này của trận đấu, các cầu thủ Malaysia vẫn đang phải đuổi theo bóng và vẫn đang phải nhìn đội tuyển Việt Nam chơi bóng một cách hết sức là nhuần nhuyễn. Văn Toàn để bóng hơi dài một chút nhưng vẫn trong quyền kiểm soát của chúng ta. Tiến Linh, Văn Thanh lại chuyển sang trái rồi. Các cầu thủ của chúng ta quá đa năng. Đó là miếng phối hợp hết sức ăn ý và bóng bây giờ đến chân của Hoàng Đức. Chọc khe Văn Thanh. Hoàng Đức. Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng và chẳng mấy chốc thì bóng lại một lần nữa đến với khu vực 16m50 của Malaysia. Pha chuyền bóng khi trụ không vững của Văn Thanh. Đó là một pha bóng xuất phát từ Xuân Trường. Và Xuân Trường ở lượt trận đầu tiên diễn ra vào các ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 12 là cầu thủ có số đường chuyền nhiều nhất, 102 đường. Tường khá hay của De Paula nhưng các cầu thủ phòng ngự chúng ta vẫn bọc lót cho nhau tốt. Đó là pha dàn xếp tốt giữa Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Mạnh. Tấn Tài, bây giờ sẽ là một đôi cũng rất là ý Tấn Tài và Tiến Linh, nhưng bóng trong chân của Văn Toàn. Xuất trường, bóng chạm vào một cầu thủ của Malaysia và chúng ta chỉ được hưởng một quả đá phạt góc. Đúng là Malaysia không biết đâu mà lần hết cánh trái cánh phải rồi đến trực diện khung thành của Khairul Fahmy. Rất nhiều những hướng tấn công khác nhau của đội tuyển Việt Nam mang đến cơ hội cho những vị trí khác nhau. Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng đã xâm nhập vào vòng cấm của Malaysia. Sự cô đơn của De Paula khi phải đối mặt với hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải, Tiến Linh. Tiến Linh có lẽ cũng rất cần một bàn thắng để tìm lại bản năng của một tiền đạo mục tiêu hay nhất lúc này của bóng đá Việt Nam. Ở trận này thì ông Park Hang-seo đã dành cho Tiến Linh một thời lượng đủ dài có mặt ở trên sân. Khi đội hình của Malaysia đang dâng lên thì cũng có nghĩa là đội tuyển Việt Nam có cơ hội để tổ chức phản công nhanh. Safa Wirasid đã phải lùi về rất sâu ở bên phần sân nhà. Còn khoảng 10 phút nữa thì trận đấu này sẽ kết thúc. Và có lẽ rất khó để có một kịch bản giống như trong trận chung kết lượt đi của AFCUP năm 2018. Hiệp đấu mà chúng ta ghi 2 bàn trong hiệp 1 và Malaysia ghi 2 bàn trong hiệp 2.
Kịch bản này đang giống với trận đấu ở vòng bảng giữa hai đội tại AFF Cup 2018 hơn, khi mà chúng ta giành chiến thắng 2-0. Sự chủ động của sân trường. Tiến Linh không được. Tiến Linh chưa di chuyển và đó là đường truyền của Văn Toàn. Những người rất khát khao chứng tỏ được khả năng của mình như Tiến Linh hay Văn Toàn đều đã được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng ở trong những phút vừa rồi. Vẫn chưa phải là một cú sút có đủ độ khó để có thể đánh bại được Nguyên Mạnh. Thực hiện được một cú ra chân là điều tốt nhất mà cầu thủ của đội tuyển Malaysia có thể làm được ở trong tình huống này. Chưa bao giờ là một vị trí dứt điểm dễ dàng cả. Các vị trí ở hệ thống phòng ngự chúng ta rất chủ động để hỗ trợ cho nhau. Cú đá thứ hai liên tiếp của Arif Ayman trong vòng 1 phút. Đó chỉ là một cú đá để Nguyên Mạnh được nhắc tới mà thôi. Cao thủ Malaysia cũng đã bị xuống thể lực. Có lẽ là Malaysia trông chờ rất nhiều vào quãng nghỉ trước trận đấu ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Và cũng chờ sự xuất hiện của Ryan Kun để tăng thêm nhân sự. Để thua trận này thì Malaysia sẽ phải có cuộc quyết đấu với Indonesia trong trận đấu diễn ra tại sân vận động quốc gia Singapore. Đó là trận đấu duy nhất ở bảng B diễn ra tại sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 khán giả. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đá cả 4 trận vòng bảng tại đây trên sân Bissan. Chiến thắng mà đội tuyển Việt Nam có được trước Malaysia chắc chắn là cũng sẽ khiến cho những trận đấu còn lại tại bảng A sẽ trở nên quyết liệt, kịch tính và hấp dẫn hơn với những cuộc so tài giữa Singapore, Thái Lan và Philippines. Những đội bóng đáng quan tâm ở bảng A cũng đang thể hiện được rất nhiều điều, trong đó có Singapore và Thái Lan. Huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ khi đến dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ thua trước các đội bóng Đông Nam Á cả. Và ngày hôm nay ông sẽ lại tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của mình. Xuân Trường đã bị phạm lỗi. Và phạm lỗi của Kogi. Hiệp 2 là một quãng thời gian mà chúng ta đã đảm bảo được về mặt dự trữ thể lực. Sau đây vài ngày sẽ là cuộc đấu với Indonesia, một đội bóng cũng rất trẻ trung và rất đáng gờm về mặt thể lực. Anh Cường chắc cũng đồng ý với tôi, một trong những sự khác biệt lớn mà chúng ta thể hiện dưới thời thầy Park đó không chỉ là chiến thắng mà cách chúng ta chiến thắng rất chủ động. Khi nào cần tăng tốc, khi nào cần chơi chậm để đảm bảo những cái mục tiêu khác nhau. Vâng, đúng là như vậy. Ở hiệp 1 ngày hôm nay chúng ta đã phô diễn được khả năng của một nhà vô địch. Và trong hiệp 2 này thì chúng ta đã thể hiện được tính đẳng cấp trong lối chơi của mình. Không mất quá nhiều sức nhưng vẫn luôn đảm bảo an toàn với một khoảng cách mà đội tuyển Việt Nam đang có được. Thêm một cú mở bóng dài nữa đến từ Duy Mạnh. Tấn Tài. Pha phối hợp không thành công giữa Tấn Tài và Văn Toàn. Không có gì nguy hiểm cả. Bây giờ thì thầy Park dường như là đã định hình ba cầu thủ đá biên của đội tuyển Việt Nam sẽ là Văn Thanh, Tấn Tài và Hồng Duy. Mặc dù một trong những cái tên cũng được đăng ký cho trận đấu này là Lê Văn Xuân, cầu thủ từ đội tuyển U23 Việt Nam. Văn Thanh
quá nhanh. Văn Toàn tiến lên. Đồng đội đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể để Tiến Linh có thể ghi bàn. Và tôi rất đang ngóng lòng được xem lại pha làm chậm tình huống di chuyển của Văn Toàn. Chúng ta cùng xem lại, cũng rất thú vị. Hoàn toàn bị động nhưng lại thành chủ động bằng tốc độ và sự cán lướt tuyệt vời của mình. Một hình ảnh quá quen thuộc từ Văn Toàn. Một tình huống mà Dominic Tan có lẽ là thực sự choáng váng. Phải nói là mở hơi tai để theo được Văn Toàn ở trong tình huống vừa rồi. Đúng là đội tuyển Malaysia bước vào trận đấu này gặp phải không ít những khó khăn, đặc biệt là về mặt con người. Nhưng điều đó không thể phủ nhận giá trị từ chiến thắng ngày hôm nay đối với chúng ta nếu kết thúc trận đấu tỷ số này không thay đổi. Bởi rõ ràng là đội bóng của chúng ta đã thể hiện một vị thế thực sự đỉnh đạt. Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Thanh, không được. Rất nhịp nhàng, đúng là thiêu hòa dưới gấm thật. Cú đá của Tuấn Anh, khi có được cảm hứng với trái bóng, khi thấy trận đang thực sự thuận lợi thì chúng ta có thể trông chờ vào những điều kỳ diệu đến từ những đôi chân của cầu thủ Việt Nam. Quang Hải, Công Phượng đã làm được và còn ít phút nữa để những cầu thủ có mặt trên sân tiếp tục thể hiện điều đó. Nhu cầu có được bàn thắng là vẫn còn rất là nhiều đối với những chân sút bên phía đội tuyển Việt Nam. Và tất cả đều xứng đáng với những bàn thắng như vậy. Lại một tình huống lấy bóng thành công nữa, Tuấn Anh. Ngày hôm nay Tuấn Anh chạy không biết mệt mỏi. Hoàng Đức dứt điểm vào, 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam, và đó là màn trình diễn mang tên Hoàng Đức. Sự bùng nổ từ các khán đài, có lẽ là cả sự bùng nổ từ trước màn hình TV nữa, khi mà các cầu thủ của chúng ta đang thăng hoa thực sự trên sân Hasan. Chúng ta cùng thưởng thức lại tình huống rất chủ động của Tuấn Anh và những pha xử lý mềm mại kỹ thuật mà đối phương thì không biết đâu mà lần. Và anh Cường lại một lần nữa chứng kiến thủ thành Khairul Fahmy đứng hình tiếp, không có bất kỳ một phản ứng nào. Đây là một bàn thắng gói gọn nhất những gì mà chúng ta đã có được trước Malaysia. Một đẳng cấp vượt trội hoàn toàn khi mà Hoàng Đức rất đơn giản để có được pha dẫn bóng, ngoặt bóng và dứt điểm. Xin giới thiệu ngôi sao mới của bóng đá Đông Nam Á, Nguyễn Hoàng Đức, người đã có bàn thắng đầu tiên ở đấu trường AFF Cup trong kỳ dự AFF Cup đầu tiên. Ở AFF Cup 2018, chúng ta có trận đầu tiên thắng Lào 3-0, trận thứ hai thắng Malaysia 2-0. Thì đến giải đấu năm nay, trận đầu tiên chúng ta thắng Lào 2-0 và bây giờ là một trận thắng 3-0 trước Malaysia. Tương đối giống những gì mà đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu ở giải đấu mà chúng ta đã giành chức vô địch. Xuân Trường, nhịp xử lý hay. Rất dễ dàng trong các phối hợp và cả việc ghi bàn. Thêm một đường bóng dài nữa. Lúc này thì có lẽ nhiều cổ động viên cũng nói vui là nếu mà Malaysia biết Việt Nam đá hay như hôm nay và thua đậm như thế này thì có lẽ họ cũng định bỏ giải thật.
Thực tế thì mọi thứ vẫn chưa hết với Malaysia. Bởi Indonesia mặc dù cũng chơi tương đối tốt, nhưng họ còn phải đối mặt với Việt Nam. Và đội hình trẻ của Indonesia cũng không phải là không thể bị đánh bại. Cho nên Malaysia sẽ phải dành rất nhiều quyết tâm cho trận quyết đấu với Indonesia ở lượt trận cuối cùng vào bảng. Còn những khung thành của đội bạn, con đường tiến về khung thành của đội bạn đang mở rộng với chúng ta. Tiến lên! Đường chuyền của Quế Ngọc Hải. Đúng là đội đang dành cho Tiến Linh rất nhiều bóng. Có khá nhiều những sự lựa chọn của Quế Ngọc Hải trong tình huống này. Văn Toàn, Tiến Linh và cả Văn Thanh nữa. Trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc, có lẽ không phải trận đấu mà là show diễn của đội tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các học trò đã có một màn trình diễn thuyết phục, giành 3 điểm thuyết phục trong một trận đấu mà ông coi là trận chung kết. Nhưng có lẽ đó chỉ là cách để giúp các học trò của ông duy trì sự tự tin cao nhất mà thôi. Hoàng Đức là người kết thúc cho show diễn ngày hôm nay của chúng ta bằng một bàn thắng tuyệt vời. Trước đó những người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là Quang Hải, là Công Phượng. Và có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải dành những động viên cho ông Tan Chang-hwee khi mà đội bóng của ông có thể nói là mất cả chì lẫn chài ngày hôm nay, không có được điểm số nào.